Mình chào quý vị khán giả của tin sáng 30 giây. Lê Nhi đã quay trở lại với phần dự báo thời tiết chi tiết. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên từ hôm nay ở Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông ở các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa. Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa cũng có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Theo các chuyên gia, thì trong ngày hôm nay, từ Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, phía Bắc Quảng Nam phổ biến sẽ có lượng mưa từ 80 cho đến 180mm, có nơi trên 250mm. Ở khu vực phía Nam Quảng Nam đến Khánh Hòa phổ biến có lượng mưa từ 300 cho đến 500mm, có nơi trên 600mm. Do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu nên từ ngày hôm nay, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 và có lúc giật cấp 7, cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4m. Vùng biển từ Quảng Trị cho đến Cà Mau, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía Tây của quần đảo Trường Sa sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động mạnh. Trong khi đó, do chịu tác động bởi thủy triều, đỉnh triều dự báo cao hơn trung bình nhiều năm, nên đỉnh lũ được nhận định ở mức báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3 ở vùng giữa và vùng ven biển của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Khi lũ kết hợp với triều cường sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến các khu vực thấp trũng trên hai vùng này và địa phương như là Vĩnh Long, Bạc Liêu, Cà Mau hiện đã thực hiện kế hoạch xuống giống sớm ở những khu vực lũ đã rút nhằm tránh lấy nước tập trung vào thời kỳ căng thẳng và rà soát các vị trí đắp đập tạm, tu bổ các công trình thủy lợi nhằm tăng cường lấy và trữ nước ở các khu vực có nguy cơ bị mặn xâm nhập, đồng thời tuyên truyền với người dân để ứng phó với đợt triều cường đã và đang xảy ra tại khu vực này. Và thông tin thời tiết của các vùng trên cả nước trong ngày mai sẽ như sau. Phía Tây Bắc Bộ có nhiệt độ từ 14 cho đến 25 độ C, có mưa vài nơi. Sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ. Trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Phía Đông Bắc Bộ có nhiệt độ từ 14 đến 25 độ C, mưa vài nơi, vùng núi có nơi rét đậm. Khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận có nhiệt độ từ 23 cho đến 31 độ C, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Riêng Bình Định, Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế có nhiệt độ từ 18 cho đến 25 độ C. Phía Bắc của khu vực này có mưa vài nơi, phía Nam khu vực này có nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và dông. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có chung hình thái thời tiết là có mưa rào rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.